Nghe tiếng chuông ngân cái trần gian lạc lối, mà lòng lân 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 dịu nói phiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Phước Long Cổ Tự. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hàng tháng chùa Phước Long Cổ Tự thành phố Mỹ Tho có tổ chức khóa tu an lạc cho bà con địa phương và đặc biệt là bà con mù ở hội người mù thành phố Mỹ Tho cũng như là ở tỉnh Tiền Giang cũng mình. Và hàng tháng thì quý thầy, quý mạnh thường quân có tặng ít quà cho bà con nhân cái dịp tu. Thì tháng này cũng vậy, thấy chùa chúng ta chuẩn bị có gạo nè, có mì nè, còn thầy chúc thầy cũng tặng cho quý vị thêm mấy cái chai nước rửa mặt, dầu xức với người bịch thuốc cảm cho vui thuốc. Và đặc biệt hôm nay á, thì chùa chúng ta có hoàn cái đàn dược sư Thất Châu và khóa tu kết hợp luôn. Rồi đặc biệt cái ngày hôm nay nữa là ngày chúng ta, hôm nay là ngày lễ Dỗ Tổ Quốc Tổ Hùng Vương, nghĩa là ngày 10 tháng 3. Quý vị có nghe là dầu ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3 là hôm nay nè. Do đó mà chúng ta hướng về quốc tổ vua Hùng để khai quốc của đất nước Việt Nam ta ngày hôm nay. Chúng ta được sống trong sự an vui cũng nhờ công ơn các bậc tiền bối, nhất là các vị vua Hùng. Nên chúng ta cũng niệm ơn các cái vị khi xưa đã có công dựng lập nên tổ quốc ta có được như ngày hôm nay. Chúng ta có ở trên cái mái chùa và có cái nơi để tu tập rộng lớn như là chùa Phước Long Cổ Tự. Hình như có lẽ là thầy về đây lần này lần thứ hai thì phải, lâu lắm rồi, cả chục năm trước về một lần, bây giờ về lại lần này lần thứ hai. Chục năm trước á, thì chùa mình còn nhỏ lắm, ọt ẹp lắm, sao thấy chục năm sau thấy to lớn lên, không biết làm sao tự nhiên nở ra lớn lên, nên rất chúc mừng. Lần thứ ba chắc là xây dựng xong hết đẹp, bây giờ thấy cũng còn ngổn ngang. Nhưng mà thượng tọa viện chủ với thầy Bảo thì cũng rất là nỗ lực để có được cái ngôi chùa như ngày hôm nay. Thầy Bảo cũng là một trong những giảng sư đã tốt nghiệp cao cấp giảng sư của trường cao trung cấp giảng sư thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay trở về đây cũng làm việc và tổ chức các khóa tu, các đạo tràng như thế này cũng là thuộc tăng tài, tuổi trẻ tài cao nên tổ chức những khóa tu liên tục cho ông ta như thế này, đó là niềm hân hoan và cũng là một cái phúc lạc cho toàn thể Phật tử của mình. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì Đức Phật đã dạy hơn 49 năm cho tất cả các Phật tử, người nào có duyên lành đối với Tam Bảo thì Ngài đã đem lại cái giáo pháp cao siêu, tức là giáo pháp giải thoát
khỏi tất cả các đau khổ ở trong kiếp này và những kiếp về sau cho tất cả chúng sanh. Chúng ta thừa hưởng cái nền giáo pháp đó, ngày hôm nay chúng ta phát tâm tu tập để hồng là khi chúng ta đang sống ở trong thế gian này phải bị áp lực chung và áp lực riêng của nghiệp. Áp lực chung á, thì tất cả con người ai cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Còn cái áp lực riêng á, thì mỗi người đều có cái nỗi khổ khác nhau do nghiệp mình gieo từ nhiều đời, nhiều kiếp khác nhau. Đó là cái riêng. Nhưng mà nói chung, cái chung hay cái riêng gì thì đó là cái áp lực lên trên vai của một con người như chúng ta. Và chính cái áp lực giữa cái đời sống hàng ngày của nghiệp và cái áp lực, cái quy luật của cuộc đời trong cái thân này, phải già, phải bệnh, phải chết. Nên từ đó con người sanh ra những cái dòng tâm thức phía bên trong, đó là những dòng cảm xúc mà trong kinh Phật gọi là những dòng phiền não. Nếu một người á, tu tập là để mong cầu sự giải thoát. Giải thoát là giải thoát gì? Là giải thoát khỏi tất cả các cái phiền não, giải thoát khỏi tất cả sự ảnh hưởng của cuộc đời này và những kiếp về sau. Do đó mà Thái tử Siddhartha, khi Ngài còn là một Thái tử, Ngài đi bốn cổng thành, Ngài thấy cảnh chúng sanh bị già, bị bệnh, bị chết, và cảnh chúng sanh đang sống trong cái thân thể con người, nhưng chúng sanh rất là bị phiền não, sầu, thương, oán, giận, lo lắng, sợ hãi, ghét ghen. Do đó mà Ngài quyết bỏ hoàng cung trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài tầm đạo cả để hầu cứu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi những cảnh đau khổ ở trong đường sanh tử, nhất là ở trong kiếp người của mình. Bây giờ ví dụ như á, quý bà con bị khiếm thị nè, thấy chúng ta cũng khổ một cái đó, khổ một cái chỗ không thấy đường đó, quý vị thấy chưa? Rồi người ta, cái người mà bị bệnh, người ta khổ vì bệnh. Còn cái người á, người ta tàn tật, người ta khổ tàn tật. Còn người nguyên dạng luôn cũng khổ nữa. Khổ gì? Khổ phải đi làm. Khổ gì? Phải khổ á, phải lo lắng cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái. Khổ gì? Khổ phải đối diện với cái thân mình phải bị già, đối diện thân mình phải bị bệnh, đối diện thân mình phải bị chết. Và người ta khổ trong cái lo lắng, trong cái sợ hãi, không biết là mình làm gì có đúng không, rồi không biết mình sống gì ngày mai ra sao, vân vân. Nên là áp lực nên trên tất cả con người chúng ta. Như vậy thì Đức Phật, Ngài đã tìm ra con đường chân lý để cứu khổ muôn vạn chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta đang sống này, nhưng mà tu theo Phật thì hết khổ. Chúng ta chết đi rồi thì chúng ta sẽ về cái cảnh giới hết khổ. Như vậy thì cái người tu á, đặt ra cho chúng ta hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là ta đang sống trong cảnh giới này, đang tiếp xúc, đang bị gọi là áp lực, nhưng ta không có khổ gì hết á. Cái nhiệm vụ thứ hai là sau khi chúng ta chết đi, chúng ta sanh về một cái cảnh giới là không còn đau khổ, thì cái người đó đáp ứng được cái con đường tu tập. Chứ bây giờ ví dụ như á, mình sống khổ muốn chết luôn, chết cầu giảng sanh, như vậy thì mới có 50% mà phải là sống an vui, chết giảng sanh thì đó mới gọi là 100%. Có nghĩa là sống mộng khổ mà chết cũng hết khổ luôn, dần dần. Như vậy thì người ta mới hướng về Phật. Và trong nhiều cái pháp môn tu tập thì trong đó có pháp Phật. Có nghĩa là niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cái thứ nhất là nhờ cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà phá tan tất cả mọi phiền não, sầu, thương, oán giận trong tâm của mình. Cái thứ hai, nhờ công đức của niệm Phật A Di Đà mà sau khi chúng ta bỏ xác thân này theo quy lực của tạo hóa, sẽ được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cái Tây phương Cực Lạc an vui. Nơi đó chúng ta gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Đức Phật A Di Đà, Ngài sẽ dạy cho chúng ta pháp á, là trường sanh bất tử, có nghĩa là pháp thể nhập vào cảnh giới Niết Bàn ở tại Tây phương Cực Lạc, như là một trường tu tập lớn ở nơi đó. Như vậy thì cái người đặt ra là như vậy. Như vậy thì làm như thế nào chúng ta niệm Phật để được bình an trong cuộc sống này và để được giảng sanh cảnh giới Tây phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà? Thì vào sáng nay, nhân cái ngày tu an lạc, ngày của chùa Phước Long Cổ Tự, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đề tài này ha. Với đề tài là niệm Phật tự tại, niệm Phật giảng sanh.
Hồi nào tới giờ á, chúng ta chưa có niệm Phật á, ta không được tự tại. Có nghĩa là trong cái cuộc sống nè, mình nhìn cái người mà mình ghét á, làm tức trào máu họng à, phải không? Rồi mình nhìn thấy cái gì á, là tiền bạc tài sản mình tham lên à. Rồi mình thấy á, người ta hơn mình á, cái mình ganh tị à. Thấy người ta thua mình á, mình ngã mạng à. Thấy ai giàu cái mình xua nịnh à. Thấy á, là vợ bé con chồng cái mình ghen à. À, vân vân, có nghĩa là những cái tâm mà nó xuất hiện trong lòng mình vậy đó, thì trong nhà Phật gọi là phiền não. Cái phiền não nó nổi lên ở trong lòng mình sẽ tạo một cái nghiệp. Phiền não nó có hai cái dạng. Một dạng á, thì trong nhà Phật gọi là tâm sở thiện, một dạng gọi là tâm sở bất thiện. Tâm sở thiện có nghĩa là một phiền não nó nổi lên, nó sẽ giúp đỡ những người khác, nhưng đó vẫn là một cái tâm sở. Nhưng mà đó tạo thành cái phước để đi trong sanh tử luân hồi. Và chính cái phước đó làm ta được an vui ở trong cái hoàn cảnh xung quanh. Cái thứ hai nữa là tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện nghĩa là một cái ý sẽ làm cho người ta khổ, và mình tạo tác bên ngoài của lời nói, của hành động làm cho người ta khổ, gọi là tâm sở bất thiện. Như vậy thì trong tâm của mình nổi lên hai cái, một cái thiện và cái bất thiện trong cái tâm mình nổi lên. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập á, muốn mình được tự tại á, tự tại thật sự, thì trong tâm mình không còn miếng phiền não nào hết. Còn á, chúng ta mà tự tại vừa vừa á, thì trong tâm mình ít ra cũng còn tâm tốt, tức là còn tâm thiện, nghe không? Nên bây giờ mình muốn á, là không có phiền não gì hết, là tâm không, tâm rộng rang, tâm không, không hờn, không giận, không ghét, không ghen gì chứ á, đó là tự tại thật sự. Còn cái con đường để đến thực tại đó, là thực tại vừa vừa thôi đó, gọi là chúng ta tập để tu thực tại đó, thì chúng ta bỏ ác ta làm lành chứ, có nghĩa là giữ lại những cái tâm lành à, rồi chúng ta ra đoạn diệt các cái tâm ác đi. Như vậy thì cái người mà tự tại là như thế nào gọi là tự tại? Cái gì có học kinh Bát Nhã không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, cái từ tự tại nghĩa là gì đó? Tự tại là cái gì? Tự tại tức là trước tất cả các cảnh trần, khi mà chúng ta tiếp xúc, mắt chúng ta nhìn, tai chúng ta nghe, lưỡi chúng ta nếm, mũi chúng ta ngửi, chúng ta sanh tâm. Tự tại có nghĩa là khi nhìn, khi nghe, khi ăn, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, chúng ta không có sanh tâm gì hết. Nếu nó có sanh tâm thì cũng quá giải cái tâm đó cho nó hết luôn, thì đó được gọi là tự tại. Ví dụ thấy đống vàng mình tham quá trời, tâm tham nổi lên, giờ thấy đống vàng tâm tham nổi lên, niệm Phật cho bay luôn thì gọi là niệm Phật tự tại đó. Nghĩa là trước hoàn cảnh trực mà tâm mình nó trở nên rỗng rang. Mà quý vị biết là tâm rỗng rang là tâm không hờn, không giận, không ghét, không ghen, nó khỏe dữ lắm. Rỗng tâm nó khỏe thân, còn có tâm thì nó mệt thân. Tại sao? Tại vì một tâm nó sẽ sanh ra một cái bộ phận trên thân của mình bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học người ta đã chứng minh, nhất là nền y học Đông y, thì đã chứng minh rằng á, là ví dụ như cái người mà yêu với ghét nhiều quá thì nó hại trái tim dữ lắm. Trái tim mình chịu không nổi. Cái người nào yêu quá đó, trái tim nó bị bệnh. Cái nào người nào ghét quá, trái tim nó bị bệnh. Còn người nào á, mà buồn quá thì bao tử mình á, ăn không tiêu. Cái người nào buồn mà sầu mà khổ, thấy cái mặt như chống lên thua bài thua số ha, bao tử ăn nó lình bình, nó không tiêu. Nên người nào bị bệnh bao tử mà buồn phiền không bao giờ hết. Còn người mà lo lắng sợ hãi ha, là nó sẽ cái thận lọc máu không có tốt. Người lo lắng sợ hãi tối ngày cứ lo lắng sợ hãi, thận á, lọc máu không tốt. Còn người nào mà giận hờn sân si nha, thì là nó banh cái lá gan hết à. Cái lá gan mình á, giận càng nhiều nó tiết ra cái chất hóa học. Mà chính cái chất hóa học đó nó làm cho cái gan mình không có tốt, không hoạt động tốt. Rồi người mà hay nghi ngờ này nọ đó thì nó ảnh hưởng cái phổi của mình. Do đó mà một cái tâm của mình á, thì nó ảnh hưởng đó, tâm can thì phế thận, gan ruột phèo phổi đó ảnh hưởng cái. Do đó nếu ta giữ một cái thái độ tự tại, tức là tâm không có khởi phiền não đối với hoàn cảnh đó, thì cái thân mình rất là an lạc. Nên nhầm khi người ta thấy là tại sao tôi bệnh hoài, tại phiền não nhiều đó. Chứ còn nếu mà tâm của mình á, trước cảnh trần mà mình cười hề vậy đó à, là cái thân mình nó khỏe. Ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là chỗ đó đó. Có nghĩa là mình cười, có nghĩa là tâm mình quan hỷ, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cái tâm mình á, rất là bình an thì cái thân mình bình an theo. Do đó mà cái người nào bệnh nha, mà lo lắng, sợ hãi, sầu thương, oán giận, bệnh càng ngày càng nhiều. Còn người nào mà bệnh mà ta lạc quan đó, ta tin tưởng ông thầy, ta tin tưởng Phật,
à, thôi niệm Phật chết thôi, vậy mà hết bệnh đó. Tại sao? Tại vì ta không có sợ, không sợ nên tâm mình được bình an. Tâm được bình an thì cái cơ chế của cái thân mình nó sẽ tạo ra chất đề kháng, nó chống lại tất cả các bệnh tật. Còn nếu chúng ta sợ hãi, giận hờn, sầu thương, oán giận thì là cái thân mình nó sẽ tiết ra những chất hóa học, nó hại tới các cái bộ phận trong cơ thể của mình. Nên muốn được cái thân à, cái thân á, mà nó an lạc á, thì cái tâm mình phải là tự tại. Như vậy thì nhiệm vụ mình làm sao cho mình được an vui ở trong đời sống này thì tu sao tâm được tự tại. Tâm tự tại nghĩa là gì? Trước tất cả các hoàn cảnh trần mà tâm chúng ta không có khởi phiền não. Nếu có lỡ phải khởi phiền não thì phải dẹp cho nó bay ra khỏi tâm, thì đó mới được gọi là tâm tự tại. Quý vị hiểu không? Bây giờ ví dụ nha, lỡ vỗ tay luôn đi. Bây giờ thí dụ nè, người ta nhìn cái mặt mình bắt đầu người ta chê, trời ơi sao mà lâu quá gặp mà mặt nhăn nheo già dữ vậy. Trời ơi, tự nhiên buồn ghê gớm ha. Rồi đầu mình nói một câu, người ta chỉ vô mặt mình đổ ngu, bắt đầu nổi sợ nga máu dưới này, nó trào lên cái họng mình, nó trào lên tức ngang ngực kìa. Bây giờ thấy chưa? Như vậy đó gọi là tâm không có tự tại, không? Tâm đó gọi là tâm phiền não rồi chị hai ơi. Nên tu tập nhà Phật á, phải tâm tự tại. Tại sao? Muốn tâm tự tại á, thì đừng có khởi tâm, mà muốn không khởi tâm thì chúng ta phải hiểu về cuộc đời này gọi là giác ngộ. Cái người nào giác ngộ có trí tuệ thì tâm không có phiền não trước các hoàn cảnh trần. Có giác ngộ, giác ngộ gì? Thứ nhất, chúng ta biết nghiệp. Mỗi người cũng mang cái nghiệp à, không phải tự nhiên người ta chửi. Đi bốn người chửi con mình à, đi hai người chê con mình à. Quý vị hiểu không? Do đó, cái đó thứ nhất là nghiệp của mình đó. Ngày xưa cũng ăn ở ác gì lắm nè, bây giờ mới bị người ta chửi, người ta chê đó, phải không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ mình hai người ta kiếp trước á, kiếp này nhìn mặt mình thấy ghét, không biết sao nhìn cái là nó ứa gan à. Mà mình đâu có hại gì người ta, mình đâu có chửi mắng gì người ta, mà nhìn cái nó không ứa, phải không? Nên á, mình sống trong cuộc đời, những người nào mình gặp với nhau mình ưa họ đó là mình đã từng chịu ân họ. Còn mình gặp nhau mình không ưa đó là mình đã từng quan gia trái chủ, hại nhau kiếp trước, đánh lộn hay là ăn thịt người ta, hay là chửi người ta, hay là sát thương người ta trong kiếp trước. Nên kiếp này sanh lại nhịn mặt có thấy ghét, thấy hiểu không? Do đó mình có bao giờ mình nhìn mặt ai thấy ghét không? Có sao không có được, có vậy không? Cái đó mình nói mắt nhìn, còn những người kiếm thị không nhìn mắt nghe bằng lỗ tai. Mới gặp nhau lần đầu, ông kiểu nói chuyện cái mình thấy thương, ông kiểu nói lên cái mình thấy bực mình dễ sợ luôn nè. Mở miệng ra thấy bực mình nè, quý vị hiểu không? Do đó mà cái mình bực là gì? Là phiền não nó nổi lên đó, phải không? Thứ nhất mình biết á, là nhân quả nghiệp báo và ân quán với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mà mình đừng có khởi phiền não với họ. Nếu thấy ghét thôi đi, mình ra chắc hồi đó mình cũng ghét ta dữ lắm, giờ tao ghét lại nè, phải không? Ta chê mình chắc hồi đó mình cũng chê người ta dữ lắm, giờ ta chê lại, nhân quả, phải không? Với cái thứ hai nữa là ân quán. Hồi kiếp trước với kiếp này đó, mình ăn thịt biết nhiêu con, phải không? Con đó nó có thể đầu thai làm người, nó có thể đầu thai làm thú, nó có thể không thể đầu thai, nó ở thân chung ấm à, nó bao bọc xung quanh mình, nó gặp đâu á nó ghét đó à. À, mà nó ghét, nó chọt, nó ghét, nó hại, phải không? Do đó mình hoan hỷ luôn á, quý vị không có sao hết trơn á. Nên cái người nào biết được nhân quả nghiệp báo rồi á, thì bắt đầu người ta buông thả, buông xả. Ta buông xả khỏi tâm mình, ta không có hoan hỷ trơn á. Vậy thôi, hoan hỷ cho người ta đi. Nhân quả nghiệp báo thôi mà. Mình đã làm ác, giờ người ta quay lại, người ta nói tiếng ác với mình, thôi kệ đi, phải không? Cái đó là cái thứ nhất mà mình hiểu về nhân quả nghiệp báo, tự nhiên trong tâm mình nó được tự tại. Chứ còn bằng không á, mình không có chịu đâu nha. À, chửi tôi ha, tôi chửi lại, chửi một câu tôi chửi hai câu, chửi hai câu tôi chửi bốn câu, chửi bốn câu tôi chửi tám câu, chửi tám câu tôi chửi 16 câu, chửi 16 câu tôi chửi 32 câu. Bây giờ hiểu không? Mà chửi qua chửi lại hồi hai ông có tội chơi nè. Ví dụ mình chửi ta đồ ngu, ta chửi lại đồ ngu, hai ông mắc hai khẩu nghiệp, hai ông đều bị đọ hết nè. Ông thắng cũng bị đọ, ông thua cũng bị đọ, thì trong nhà Phật đó gọi là vô minh là ngu á. À, quý vị chửi nhau đã, hồi hai ông bị đọ chứ khẩu nghiệp. Không? Giờ đó người ta chửi mình nhịn, người ta đọa mình không, cái đó mới là khôn chứ, quý vị hiểu không? Người ta chửi mình, ta mắng mình, ta nói xấu mình nhịn, người ta đọa mình không có bị gì hết trơn, cái đó mới là người khôn. Nên đó quý vị nhớ chữ nhẫn nha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng,
học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Giờ đó ai nói ai làm mà cười hề 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 sống dài. Còn mặt mày mà quạo đeo ủ đó, người đó chết sớm đó. Không quý vị biết sao không? Mặt mình quạo đeo đó, bao tử ăn đâu tiêu, ngủ đâu được, chết sớm. Còn làm gì làm quan hỷ, cười chửi đồ ngu. Mô Phật mới nói tôi mới biết à, chứ tôi đâu biết tôi ngu không. Còn ai á mà khen mà trời sao đẹp quá, thông minh quá, dạ ai cũng khen vậy chứ. Đó vậy là được à, còn người nào chê mình lắm, hồi tôi mới biết à, nào giờ tôi đâu biết tôi ngu, nào đâu biết tôi xấu. Còn ai khen mình á à, ai cũng nói vậy chứ. Rồi vậy xong rồi đó, vậy thấy không? Quan hỷ chân khen chê quan hỷ á, quý vị chửi mắng gì quan hỷ hết. À, ta đem chữ nhẫn ra vì ta biết đây là nhân quả, đây là nghiệp báo, đây là ân quán, đây là trả dây, cái đó là cái thứ nhất. Và Đức Phật dạy rằng tất cả trên thế gian này là quy ước với nhau thôi, chứ thật ra không có gì tồn tại mãi mãi thời gian hết á. Đó gọi là định lực vô thường. À, vô thường nghĩa là gì? Là nó thay đổi liên tục, có gì đâu mà tồn mà chấp nó làm chi. Cái lời nói đó chút xíu cũng gió bay đi thôi, phải không? Cái thân con người còn thành trụ quậy, không sanh lão bệnh tử cũng chết nữa nè, có hơi đâu á mà giận mà hờn mà sân si với nó, mình cuối cùng cũng trở về với cát bụi mà thôi. Nên cái lời nói người ta, lời chửi người ta, lời mắng người ta hay hoàn cảnh xảy ra thì nó sẽ cũng thay đổi theo thời gian, nó không còn hoài vậy đâu. Bây giờ mình nghèo nhưng mai mốt mình giàu, bây giờ giàu mai mốt nghèo, bây giờ nó chửi mình mai mốt nó hết chửi, bây giờ nó chưa chửi mai mốt nó chửi. Phải không, hiểu không? Không có chân vô thường nó vậy, nên không chấp vậy chân, nên không cần phải khởi tâm hờn giận sân si gì với thế gian chân á, nên tâm mình được tự tại đối với hoàn cảnh. Nhưng mà bây giờ lỡ thầy ơi nhịn không có được, thầy ơi hỏi nhịn được nổi nóng. Vì nếu lỡ nổi nóng thì làm sao? À, quý vị, nếu lỡ nổi nóng á, thì phải có hai cách để giải quyết. Tức là nổi sân trong lòng. Nổi sân á, là nhân của địa ngục nha. Nó nổi lên trong lòng là mình làm sao? Giờ thứ nhất là mình đã sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Thứ nhất sám hối tội lỗi. Thứ hai là mình niệm Phật cho nó tan. Niệm Phật cho không cho nó tan thì sám hối gì nào nó tan thôi. Nên sớm chiều chiều người ta lên bằng Phật ta sám hối đó. Giảng tích sở tạo chứ ác nghiệp dài, do vô thí tham sân si, tùng thân ngữ ý chi, sở sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bèn lại đó đó. Và ở nhà con không có chuông lấy gì beng thầy, thì lấy cái miệng beng cũng được, đâu có sao đâu, phải không? Mình đọc hết câu cái miệng mình cũng beng. Ai mà luyện cái chuông cho nó ngon nha, chuông là bô ngân đó nghe. Còn mà già mà mình hết hơi đó, bô đó, nó cũng ra tiếng bon, phải không? Còn trẻ mà tiếng ngon đó kêu thanh lắm nha, bô nó hú nó nghe, đó là tiếng trẻ đó. Còn mà tiếng già bo nó hết hơi đó cũng bon vậy cũng được, không có sao chứ, không có gì. Nhưng mà mình đã nhớ là tiếng chuông mỏ trong chùa à, thường là cái tiếng chuông là gì quý vị biết không? Chuông là bon 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 chứ không phải đâu, chuông là bung bung bung. Mỏ là bỏ 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 bỏ, buông bỏ buông bỏ, buông bỏ 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 bỏ, buông bỏ, nghe không? Nghe không chùa đó à, nên tiếng chuông là buông đi đừng có phiền não, tiếng mỏ là bỏ đi đừng có cãi lộn, quý vị hiểu không? Nên tiếng chuông tiếng mỏ trong chùa là khuyên cho người ta khi nghe tiếng chuông tiếng mỏ làm lòng mình được thanh tịnh trang nghiêm tự tại đi, là chuông buông mỏ bỏ, nhớ không? Nên mai mốt mình đừng có ben cóc vậy trơn á. Mỏ á, mình đánh cái mình đập bỏ 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 à, chuông là bung bung bung, bắt đầu khai chuông mỏ nha, bung 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 bỏ bỏ bỏ, bung bỏ bung bỏ, bung bỏ 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 bỏ, vô kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, bỏ bỏ hành thâm Bát Nhã Ba La, bỏ 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 buông lại lại nó vậy. Ở nhà mình ráng tu, nhớ là tu chuông buông mỏ bỏ nè. Rồi buông bỏ không được thì làm sao thầy lên sám hối chứ làm sao, phải không? Đó, ai có thuộc cái bài gì sám hối không?
tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện. Chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian lạc lối, mà lòng lân 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 dịu nỗi phiền. Thuộc có nhiêu đó hả? Đó, hàng ngàn đồng mình lên đó quý vị. Nghe chuông muông buông mở bỏ đầu lên sám hối. Sám hối là gì? Là thấy những cái lỗi lầm mình xảy ra trước đây, mình đã từng làm cho người ta đau khổ quá nhiều rồi quý vị. Bây giờ mình dừng lại, không làm cho người ta đau khổ nữa là sám hối đó. Hiểu không? Nhỏ lớn làm cho đau khổ nhiều lắm rồi. Bây giờ nội mình ăn trong bụng mình thôi, biết nhiêu con phải không? Nhỏ lớn con gì cũng ăn trên á quý vị. Ăn cá lóc, cá chê, cá sạc thác lát ha, là cá rô phi, cá này cá kia tùm lum, cá biển, cá nục, cá chẽm, cá gì tùm lum, cá đuối ha, dần dần biết bao nhiêu con ở trong bụng mình xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, quý vị thấy chưa? Dĩ nhiên như thay chết thằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Ở trong cái bụng mình đó toàn là xác chết không à. Người ta nói cái vị tỳ nào lớn nhất, cái bao tử của con người mới là vị tỳ lớn đó quý vị. Hồi nhỏ tới lớn ăn biết nhiêu con, còn chưa kể tới mấy người mà khoái ăn cá lòng rồng kho tiêu nữa đó nghe. Lòng rồng kho tiêu ăn lần mấy trăm con, cả ngàn con luôn. Lòng rồng nhỏ 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 đó đem mùng đi hết à, hết lên rửa rửa sạch sạch nha, bắt chảo lên kho nước mắm nhĩ Phú Quốc nữa chứ, phải không? Rồi để miếng mỡ hành lên á, còn bắn tiêu lên xào xào nữa, ăn với gạo nàng hương đó, đầu mùa nữa chứ. Nói cái bắt đầu quý vị tưởng tượng ăn á, nhưng mà ăn thì ngon lắm. Bắt đầu nợ nha, ăn con nợ mạng, ăn con nợ mạng, ăn con nợ mạng, ăn mạng nợ con, ăn con nợ mạng. Bây giờ nhỏ lớn mình ăn bao nhiêu con rồi không, quý vị. Nên bây giờ mình sáng ra rồi ta ăn chay từ từ đó, ăn chay thập chay, cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Bắt đầu về nhà là bay ơi, sắp nhỏ đâu rồi, lâu lâu rằm 30 nấu cho tao ăn chay nha. Tao nghe ông thầy nói tao ghê quá, tao không dám ăn mặn. Bắt đầu mình tập ăn chay từ từ, ăn bữa tha mấy con, tha thứ mạng sống con này mà tha thứ mạng sống con khác cho mình được công đức đó, mày hiểu không? Do đó trước tất cả các hoàn cảnh trần mình thấy đó là vô thường, thấy đó là nhân quả ân quán trả dây, nên mình không có khởi tâm phiền não. Nhưng nếu lỡ khởi tâm phiền não rồi á quý vị, hồi nào tới giờ lâu rồi phiền não nó ăn sâu vào trong tâm á, giờ lên bàn Phật sám hối. Mà sám hối rồi gặp người ta cũng phiền não tiếp thì bắt đầu tới niệm Phật nha, bắt đầu niệm Phật trong tự tại nè. Niệm Phật á có hai cái dạng, cái dạng niệm á là phòng ngừa, cái dạng niệm là để tiêu diệt. Niệm phòng ngừa là gì? Mình thấy cái mặt người ta thấy ghét, bắt đầu mình niệm trước cho tâm tà đừng khởi nha. Đó quý vị, thấy xa xa, thấy vợ bé của ông chồng đi xa xa rồi đằng này niệm vừa đó nha. Đó, rồi ha, thấy á, là người ta lọt tiền xuống tính tham á, ở đằng này niệm là vừa đó nghe. Vừa thấy người ta bay cái tờ 500 xuống đất là đằng này Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á. Bắt đầu đè tham xuống nghe, tham đến đây nó chổi 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 lên, nó tính lộm tiền của người ta. À, lộm lấy luôn chứ không phải lộm trả lại nha. Liệm lộm trả lại là không có tham, mà lộm lấy luôn mới tham. Đó quý vị. Ở bữa trước á, ta đi chùa. À, là ông chồng mới sắm cho bà vợ chiếc nhẫn, sắm sao đeo lỏng le, lỏng le vô chùa sao lọt tiêu ngoài đám cỏ, chạy tới luôn lọt ngoài đám cỏ chiếc nhẫn. À, có gì cái đầu kêu mấy cô Phật tử ra để mà đi tìm chiếc nhẫn, có người kia ra tìm không quý vị, thay vì lụm vô cho người ta thấy rồi đạp luôn cái chân đó, đứng đó đạp luôn, đạp cho người ta vô hết, đừng mình lụm chiếc nhẫn. Đó là cái gì đạp, cái chân mình đạp, nhưng mà cái lòng tham nó mới đạp cái chân. Quý vị hiểu không? Lúc đó tham nổi lên á, thì cái người Phật tử nhiệm vụ, người Phật tử mình biết rằng á,
ta lọt của ta rất là khổ, do đó mình phải trả lại cho người ta phước báo công đức vô biên. Còn này đạp lên ém chiếc nhẫn ta giống hệt như ăn cắp ăn trộm rồi, đó lòng tham nổi lên. Nhiệm vụ mình lúc đó phải niệm Phật cho tan lòng tham. Lòng tham chừng nào tan thì cái chân mình mới dở lên lấy chiếc nhẫn trả lại cho người ta. Lòng tham nó còn nó nặng chứ nó đè xuống. Vậy thấy không? Lòng tham lúc đó nó còn nặng đè xuống. Mà lộm đồ của người ta xui động mạng. Nói gì thiệt không? Cái là lộm đồ người ta xui động mạng. Mỗi lần ba thầy nói là lộm đồ xui lắm nghe con. Thế hỏi sao bà? Đó là vừa hởm á. À, ba thầy đạp chiếc xe đạp. Ông chạy ngoài đường đạp chiếc xe đạp thấy người ta lọt 500 ngàn. Ông cũng biết á. Ba thầy cũng biết là lộm xui. Yeah, là sợ mấy đứa nhỏ nó lộm nó xài bậy bạ chơi điện tử. Ông mới quay cái xe đạp lại. Ông là lộm thì sợ xui xui, mà không lộm thì sợ người ta lấy. Mày hiểu không? Bắt đầu mới nghĩ trong lòng. Bây giờ á lộm mình đem đi mình mua gạo hết đi, mình cho mấy cái bà xuống dưới bị bệnh á. Ông nghĩ gì? Ông mới lộm vừa bỏ túi, vừa bỏ túi, lộm mới bỏ trong túi cả thôi chiếc xe Honda. Hai ông xỉn tụ đi ngang máng xe đạp ông kéo ở trên đường có gì? Kéo có chừng 20 mấy mét. Kéo xe đạp 20 mấy mét. Xe đạp nó cuốn tròn lại luôn như cọng dây thun vậy đó. Ổng đứng bên không có nhầm, không có bị gì hết. Trời ơi, lượm nó xui dễ sợ. Mới vừa ra bị kéo một cái này. Mà mình suy nghĩ nghe, lượm để mà mình mua gạo cho người ta đó, nên không bị sao nghe. Hồi nãy mà suy nghĩ là lượm mà bỏ túi luôn chắc nó cuốn luôn này. Nên trong xui nó còn có hên, nó chậm chậm là nhờ mình nghĩ tốt đó. Nên ý nghĩ tốt nó tạo thành phước, nó che chở cho mình tuy xui mà gặp hên. Do đó mai mốt đó quý chị, đồ của người ta thì mình đừng có tham. Tại vì con người ta có phước, phước nhiều hưởng nhiều à. Phước ít hưởng nhiều gây tai họa. Ví dụ như con mình á, phước có nặng à, mình cho nó nguyên thao tiền, trước sau ông này cũng bị tai họa nè. Phước nhiều mới hưởng được tiền nhiều, phước ít mới hưởng được tiền ít. Nên ngày hôm nay mình có nghèo á, mình cũng biết phước mình có nhiêu đó à. Mình có giàu, phước mình lớn. Do đó mà mình cũng phải san sẻ cho những người khác, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Mình chia sẻ ngược lại cho người ta, hiểu không? Cái đó là mình phòng hộ, phòng ngừa cái tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm hờn mình nó khởi lên. Bây giờ nếu mà phòng ngừa không được, nó khởi lên là sao giờ thầy? Lúc đó niệm Phật cho nó tan. Niệm Phật như thế nào mà tan một phiền não đang xảy ra trong tâm của mình? Tức là phiền não nó khởi lên, vui buồn hờn giận ghét ghen tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại nổi lên trong tâm mình á, thì mình làm sao cho nó tan đi? Thì phương pháp niệm Phật cho tan đi cái phiền não là trước hết là chúng ta phải biết phiền não đang khởi lên. Biết phiền não đang khởi lên vì trong kinh nhà Phật gọi là quán tâm trên tâm, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy tâm mình, thấy phiền não nó cái loại nào đang khởi lên. Sân đang khởi lên hay tham đang khởi lên, hay giận đang khởi lên, hay hèn hờn đang khởi lên, hay thù đang khởi lên, hay quán đang khởi lên. Từ đó chúng ta hít một hơi thở dài, nín thở niệm Phật tác ý cho nó tan tâm đó. Bây giờ ví dụ như ta gặp mình á, ta thấy mặt ta là đồ ngu, bắt đầu máu nó sôi từ gót chân nó sôi dài dài lên tới lỗ rúng, từ lỗ rúng nó sai dài dài sôi dài 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 lên tới chấn thủy nó sôi dài dài lên tới cổ họng, nó nghẹt ngang cổ họng. Nghe không? Bắt đầu niệm Phật cho nó xuống này nghe, bắt đầu lấy hơi. Nếu ai á hơi ngắn ngắn á thì lấy hơi lệ thủy, còn ai dài dài lấy hơi phượng hằng, cái đó là nữ nha. Còn nam á, ai hơi ngắn ngắn lấy hơi minh phụng, ai dài dài lấy hơi châu thanh. Bắt đầu hít vô nha, hít cái hít vậy đó, bắt đầu mình niệm, hít nín thở luôn mình niệm, tiệt âm dương mình niệm. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Vừa niệm á vừa vuốt nha, Nam mô Phật xuống, Nam mô Di Phật xuống, Nam mô Di Phật xuống, Nam mô Di Phật xuống. Nó mắc nghẹn ngang cổ mà Nam mô Phật xuống. Niệm hồi mà không có được thở, chừng nào nó tan hết mới được thở. Còn nó chưa tan thì chúng ta không có được thở. Hiểu không? Giờ đó mà chúng ta niệm nè, liên tục từ từ hỏi hết nè. Cái đó là ha. Sân rồi tham, giận, hờn, ghét, ghen. Nên có cô Phật tử là thầy ơi thầy, không biết làm sao á, ông chồng con tức dễ sợ luôn á. Ổng á, con đàng hoàng với ổng dễ sợ luôn. Vậy mà ổng đi có vợ bé, mà có vợ bé ổng chở con vợ, chở dèo dèo ngang cái mặt con không à.
con chịu không có nổi, mà con bị bệnh tim, mỗi lần con ghen cái một con dãy đành đạch, môi mắt mỏ rồi nó tém tím tái à, chắc con chết quá thầy ơi. Là vậy thì thôi đừng ghen, là không có được, con gặp ổng mà chở ai là đàn bà con gái ngồi sau xe ổng là tự nhiên cái mặt con nó tím lần con xỉu à, hỏi sao con bị bệnh tim thòng, bởi vậy ghen quá tim thòng tới đúng luôn. Nên bây giờ sao giờ ổng lên bây giờ á, thầy dạy cho con cách sao á mà cho ghen nó đừng có nổi lên đây. Bây giờ thầy dạy cho cách ghen đừng nổi lên, chắc con ghen giết chắc con chết quá à. Là ghen biết chết mà cũng ghen hoài, nên mai mốt á về thấy đằng xa ông chồng có chở ai á, ở đây nhắm mắt lại kể như không thấy đi, phải không? Hoặc mua kiếm đen về ta đeo lên cho đừng có thấy ai hết trơn á, có hiểu không? Nhưng mà là thầy ơi thầy, con có một mắt sao con không thấy được à, bây giờ làm sao? Bây giờ thấy làm như thế nào mà không ghen? Thì thứ nhất là thấy niệm Phật liền tại chỗ đi, phải không? Đằng xa thấy ông chồng mà chở ai, nhìn thấy ông chồng cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, mình niệm cho chân thành chút nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Cái hỏi niệm chân thành là niệm sao thầy? Con không biết niệm chân thành. Đạo Phật mà quý vị niệm chân thành nó Phật chứng. Họ niệm chân thành là niệm sao? Niệm thành tâm là niệm sao? Dễ lắm. Có ai mà đi xe đò chưa? Đi xe đò mà lúc mà xe đò nó dành khách đó, kỳ đó là đi từ Cần Thơ đi lên Châu Đốc, hai chiếc xe đò nó dành khách, mình ngồi ở trên xe đò quý vị cũng dành khách. Nó chạy gọi là chạy sát hồn bạc mạng luôn á. Nó chạy mà mình lắc qua đây lắc qua kia là không có thắng lại đâu. Ông này dương lên dành khách, ông kia dương lên dành khách. Mỗi lần mà xe đò hai chiếc xe chạy song song bên đường với nhau mà nó tăng tốc độ đó. Rồi mấy cô Phật tử đi chùa dưới này, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Mỗi khi mà nó qua cua một cái á, có diện niệm lớn lên, nó chạy thẳng thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn qua cua à, tài xế vừa đánh cua cái Nam Mô Di Đà Phật. Vậy cái thầy mới nói là tài xế tăng tốc đánh cua nhiều chút nữa tài xế ơi. Mấy cổ là trời ơi thầy người ta chạy như thế còn muốn chết luôn rồi, bây giờ đánh cua còn chết nữa à. Là nãy giờ không có niệm Phật, chừng nào tài xế tăng tốc với đánh cua mới niệm Phật. Do đó ông tài xế cũng có phước dữ lắm mà nghe, nên tăng tốc cái lại với này niệm Phật râm ran, chứ mà là đánh cua cái niệm Phật lớn lên, phải không? Còn bình thường không ai chịu niệm chứ, bình thường hỏi cấp này heo đẻ nhiêu con, phải không? Cái lứa dịch gì rồi có lời không? Nuôi dịch Hòa Lan hay là dịch Quế hay dịch siêu thịt? Có gì mấy hầm cá có bóng tượng lên chưa? Ông tài xế ông đạp ga cái Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, phải không? Mà ông đánh cua cái nữa Nam Mô Phật đó, có gì thấy chưa? Kỳ đó thì đi trên chiếc máy bay ở ngoài Hà Nội, đi về đáp không có được tại vì mưa giông quá trời đó. Cái tiếp viên hàng không mới thông báo, quý khách xin thông báo cho quý khách vì lý do thời tiết nên máy bay đáp không được, nên nó bay vòng vòng trên hư không, nào hết xăng đáp. Trời ơi, bay vòng vòng hư không đáng lẽ đáp rồi mà bay dèo 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 hư không đáp không có được, gió quá đáp xuống nó gãy cánh nên đáp không được, mà cũng không nói giờ nào đáp đâu quý vị. Hành khách mới sắp hạ cánh mà rô hết trơn nha, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc là đi xuống. Đàn này tiếp viên thông báo là do tình trạng thời tiết xấu đáp không được nên máy bay đảo vòng vòng ở trên, chừng nào hết xăng đáp. Tiếp viên á báo cáo đến cái chỗ máy bay vòng vòng thôi, còn chỗ hết xăng đáp là thầy thêm. Ta có nói hết xăng đáp, cái đó thầy thêm vô cho câu chuyện hấp dẫn. Ví dụ hết xăng đáp thiệt đó quý vị, nó bay vòng vòng để hết xăng đáp đó, nhưng mà tiếp viên không có báo gì, biết sao không? Xăng còn trong bình nhiều quá, nếu đáp xuống sốc á nó nổ bình. Do nó bay còn chút xíu xăng thôi, nó đáp đại. Nếu mà thời tiết càng xấu nó vẫn đáp, không sao, nó sốc cái mình cái rầm cái thôi, có dây xích beo á, tức là có dây niền đó, thì mình không bị làm sao. Nếu mà thời tiết vẫn xấu nó vẫn đáp, nhưng mà phải hết xăng, còn không hết xăng đáp xuống nó chấn động á, nó mạnh quá nó nổ. Chỉ nhiêu đó thôi à, chứ nó bay vòng vòng cho hết xăng đó, đợi chút xíu hết xăng. Bởi vì người ta tiếp viên thì thông báo là bay vòng vòng chút đáp, còn thầy thêm chút bay vòng vòng cho hết xăng rồi đáp. Ở trên quý vị thấy nó bay vòng vòng đó, bắt đầu ai bắt đầu không có nói chuyện tiếng nào, chân mặt mày xanh chành tái lét, để ý từng người bắt đầu chắp tay lên Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết niệm chân thành chưa? Niệm tha thiết chưa? Đó, lúc đó
con người ta trước lúc nguy hiểm, trước lúc chết, bệnh tật, ốm đau lên bàn mổ là niệm chân thành tha thiết vậy lắm. Còn đi tu bình thường nè, niệm cho nó hay chứ không có thật chân thành. Cái tu bình thường nè, mình vô mình niệm như sáng nghe niệm đó: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó bình thường đó, niệm chân thành nè: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó gọi là niệm chân thành đó nha. Bởi vì mấy người mà sắp lên mổ á quý vị, ở đây có ai mổ chưa? Vì lên bàn mổ bác sĩ nói à, sắp chụp thuốc mê rồi, nghe em bình tĩnh để chụp thuốc mê nghe, chút mổ nha. Mổ có nguy hiểm không bác sĩ? Dạ không biết. Rồi bắt đầu á, nằm xuống cái bắt đầu niệm nha, niệm là thay chân thành dữ lắm, lúc đó chân thành lắm lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mặt hiền dễ sợ. Nam Mô A Phật. Còn mà lúc đi mà gom tiền hụi đó quý vị, đầu hai mắt xích ngược lên nha. Chả không, nghiến răng, chả không, nghiến răng nha. Mà lúc đó niệm Phật, mà lúc trước khi cái ngưỡng cửa chết sống là niệm chân thành lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Phật. Cái tướng gom hụi bữa hổm đã mất tiêu rồi, còn lại đây cái tướng bà tiên. Còn lại đây tướng Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát mất cái tướng Bà La Sát rồi, còn tướng Bồ Tát không à. Đó, nên chúng ta niệm Phật với lòng thành tâm, với lòng tha thiết, lòng chân thành, giống như chúng ta đang gặp nạn vậy đó. Mà mình đang bị hiểm nạn ở tại thế gian của già, của bệnh, của chết, của vô thường mà mình không thấy điều đó. Nếu thấy điều đó ta niệm Phật rất là chân thành, ta không dám làm bậy, làm tốt không à. Đó quý vị, do đó mà khi trước cái hoàn cảnh nào xảy ra lâm le cho chúng ta phiền não, ta niệm Phật trước phiền não nó không sanh. Đâu có gì không tin hả? Mình niệm Phật liên tục phiền não nó không có sanh. Còn mà không có niệm Phật phiền não hồi nó sanh ra. Mình quên đó quý vị, mình quên tu quá, mình quên tu làm bỏ sổng phiền não. Còn bây giờ mình nhớ tu, nó sắp khởi lên phiền não, đằng này niệm trước cho nó chắc ăn, đè nó trước cho chắc ăn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ lỡ đè nó không nổi, nó mạnh quá, đè không nổi thì sao? Bắt đầu hít hơi thở dài, nín thở tống nó ra. Thấy không? Hít hơi thở dài vô, lấy hơi cho thanh coi, hít vô. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quát A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Còn phiền não không cho mày thở, chừng nào hết phiền não mới thở. Còn sân không cho thở, hết sân mới cho thở. Còn ghen không cho thở, hết ghen mới cho thở. Niệm mình nín hơi hỏi lo thở không, đâu lo ghen nữa đâu, hết liền. Có gì về thử coi, ở đây có ai ghen không? À có gì? À đố câu hỏi này nha, đố quý vị chứ người mù biết ghen không? Đó, tại đi giao nhà ở dưới Tiền Giang nè. À quý vị, trời ơi, có cô người mù có ghen động mạng luôn quý vị. Mình vô tới hai chồng còn cãi lộn. Hồi hôm á, tôi thấy rõ ràng, nó vô nhà, rõ ràng nó vô nhà. Ông chồng la, bà không thấy đường, bà thấy. Là tôi nghe cái bước chân, tôi nghe bước chân bịch ở ngoài cửa. Mà nó vừa vô tới nhà, tôi nghe bước chân nó mỏng dánh à. Nó bước nghe sẹt. Là trời ơi, người ta đi nhà của con chó đi sao? Cái cổ là trời ơi, bảo tôi không biết ha. À, con tám lùng nó đi, mà nó đi nó nện xuống đất nghe bịch là tôi biết con tám lùng nó qua rồi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần á, tôi đi bán vé số ở ông nói ông bệnh cảm ở nhà. Bữa đó đi giữa chừng á, rồi tôi gặp cái hội từ thiện mua hết chân vé số của tôi nên tôi về sớm. Theo lẽ 3 giờ chiều mới về, bữa đó ông về, cổ về 1 giờ. Vừa về 1 giờ nghe tiếng chân chạy bích từ nhà chạy ra. À, có gì? Cái tôi nghi vậy. Bữa đó ông đi sớm tôi nhà, tôi hỏi bà Bảy kế bên là bữa hổm Bảy có thấy ai chạy ra khỏi nhà con không? Bảy là bữa hổm tao thấy tên tắp lùng nó khơ hải nó chạy từ nhà mày ra đó, chứ tao đâu biết sao. Nín thinh đó rồi bắt đầu để ý tắp lùng mày. Do đó mỗi khi đi bán vé số là tắp lùng để đi qua nhà nó nấu cơm tiếp, gọn đầu nó cạo gió cho ông chồng. Ổng không có gió gì nó cũng đè nó cạo nữa. Bởi vậy mà cạo không lên gió nó cũng cạo nữa. Hỏi qua bữa sau ha, hỏi đi qua nhà tao làm gì ta? Dạ anh Năm kêu qua cạo gió cho ảnh. Là ổng có bệnh đâu cạo gió, là trúng gió mồ côi. Hiểu không? Tự nhiên nó trúng à, chứ đâu cần bệnh đâu phải không? Gió mồ côi nó thổi gan cái là dính, thổi ngang dính là hú tám ơi qua cạo gió. Bởi vì mà sao cạo lúc tôi có ở nhà không cạo, mà lúc mà là tôi đi bán vé số mới cạo. Là gió mồ côi lúc nào chị đi bán vé số nó mới trúng, chứ chị ở nhà ổng đâu có trúng gió.
Cái cổ là mắc dịch mắc gió thì tôi đi mới trúng, còn bình thường thì trúng gió là em có biết đâu mà chị cãi em. Bởi vì khổ ghê không quý vị hiểu không? Đố quý vị chứ á, người khiếm thị có ghen không? Có không? À có vậy được rồi. À, như vậy thì lúc mình ghen quá mình làm sao? Hít hơi thở dài. Dạ quý vị, chúng ta niệm Phật cho nó tan. Cuộc đời mà quý vị mình ghen quá chỉ hại gan hại thận mình thôi à. Mình buồn quá chỉ hại bao tử mình thôi à. Mình ghét mình yêu quá chỉ hại cái trái tim mình thôi à. Mình lo lắng sợ hãi chỉ hại lá phổi mình phải cái trái thận mình thôi à. Còn mình nghi ngờ chỉ hại cái lá phổi mình thôi à. Do đó một cái tâm nào của mình khởi lên thì chúng ta hãy đừng cho nó phát tán, mà bằng cách chúng ta niệm Phật cho tiêu tan cái tâm đó đi, cho nhẹ nhàng, cho được thanh thản, nhớ không? Như vậy thì trước hoàn cảnh trần tâm không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm đó là tâm tự tại nên khỏe re luôn thân và tâm nó khỏe re. À, quý vị nhớ không? Mình tu phải vậy mới gọi là con Phật chứ. Còn tu ví dụ như ta nói một câu giận một câu, nói một câu hờn một câu, nói một câu ghét một câu, nói một câu dễ tê tê, đâu phải con Phật. Con của ai? Con lai, con nuôi, đâu phải con ruột. Và mình là Phật tử là con của Phật mà. Đức Phật thấy không? Ở trên chánh điện Quay Nghi đường bể, Đức Phật nhập vào kim cang định, tức là tâm vững chắc như kim cang, bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra cho nước sôi lửa bỏng ma dương đi xuống phá, rồi ca hát ẹo múa gì Đức Phật cũng đâu có động tâm đâu. Mình là người con Phật mình cũng bắt chước vậy đó. Bắt chước ông Phật không có động tâm trước hoàn cảnh trần. Tại cảnh trần này là cảnh gì? Là cảnh giả hết đó quý vị. Đức Phật nói là đời là giả trăm ngàn cảnh, giả sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về Tây Phương. Đi trong ta bà, về lại Tây Phương cực lạc. À, chứ đừng có đi về là Tây Đô thất lạc nha. Tây Đô thất lạc là về Cần Thơ, đó là Tây Đô thất lạc. Hoặc là về Tây Ninh lạc tuốt luốt á, là Tây Ninh nha. Nên về là phải về Tây Phương chứ đừng về Tây Đô, Tây Ninh á. Về qua Tây Trúc là qua Ấn Độ du lịch cũng được à, quý vị. Nhưng mà khi chết đi phải về cảnh giới Tây Phương cực lạc, Đức Phật A Di Đà. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chính phẩm đài sen á quý vị. Nơi đó có Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô lượng Bồ Tát, vô lượng chư Phật phóng quang hộ niệm ta cảnh giới của Tây Phương. Nên á, ở trước tất cả hoàn cảnh trần tâm mình không có động loạn. Nếu lỡ động loạn á, thì mình sám hối. Lỡ động loạn á, thì mình niệm Phật cho nó qua. Và cái thứ hai nữa, cầu giảng sanh sau khi chết. Giảng sanh sau khi chết là gì? Là tắt thở rồi, mất thân còn tâm. Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn cái tâm mình về cảnh giới Tây Phương cực lạc, sanh ra quá sanh trong sen phẩm đài sen ở trên đó. Đó quý vị, chứ không phải là mình niệm Phật Phật rước. Không phải, niệm Phật chết rồi mới rước. Nên có một cô Phật tử là: thầy ơi thầy, con lỡ tu tịnh độ và con lo lắm. Thầy hỏi lo làm sao? Con còn hai đứa nhỏ, chồng con mới mất, sợ rước Phật rước có bữa lấy ai đâu nuôi con. Là ủa, niệm Phật là pháp tu cho nó thanh thản khỏi phiền não. Đức Phật hứa là người nào niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, từ một ngày tới bảy ngày, tâm không tán loạn sau khi chết, có nghĩa là sau khi mãn hết nghiệp duyên tại thế gian, thay vì mình bị đọa cảnh này đọa cảnh kia, đọa làm trâu làm chó làm bò làm dê làm chuột, đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, thì Đức Phật tiếp dẫn ta về cảnh giới Tây Phương cực lạc an nhàn hơn, sung sướng hơn. Đức Phật nói là sau khi chết mới rước, chứ đâu rước bất thình lình, rước bất tử gì đó. Quý vị, rước không có xếp hàng, phải từ từ chứ. Bởi vì ta tính đâu niệm Phật được Phật rước, vậy niệm Phật được Phật rước á, vậy ai cũng được Phật rước hết trơn. Sao niệm Phật đi đến khi nào mà tâm của mình không còn loạn động cảnh giới thế gian, không còn loạn động cảnh giới thế gian có nghĩa là gì? Mình biết thế gian là vô thường, thế gian á là khổ, nên chúng ta không cố chấp thế gian nữa. Do dầu cho bất kỳ cái gì, cảnh giới gì xảy ra thế gian, tâm chúng ta không có loạn động, thì lúc đó với lòng mong cầu tha thiết của mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, thì sau khi mạng chung, có nghĩa là sau khi hết phước thọ mạng tại thế gian, thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ. Thay vì nếu chúng ta không có tu tập đâu mà vậy chết đi, đi theo nghiệp. Nếu nghiệp ác nó dẫn tuốt địa ngục á, nghiệp vừa vừa dẫn tuốt ngạ quỷ á, còn nghiệp á ác chút nữa dẫn tới cảnh giới súc sanh, còn nghiệp ác nhẹ chút nữa thì dẫn đi làm người, mà người á thì nghèo khổ ốm đau bệnh tật. Bây giờ thấy không, đó là nghiệp ác đó. Thay vì nó dẫn đi mấy cảnh giới ác đó, bây giờ chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh,
được Đức Phật A Đà phóng một luồng hào quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương, ngồi trên tòa sen, hoa sen chính phẩm hào quang phóng xẹt 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 xẹt. À, không buồn, không giận, không sầu, không lo gì hết á. Sáng sớm đi mười phương chư Phật, cúng dường cho mười phương chư Phật, bay không ở Tây Phương Cực Lạc, bay dèo 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 dèo, bay bằng ý á, quay bằng ý nó khác, bay bằng thần thông. Bay bằng thần thông á thì nó có thời gian, bay bằng ý nhanh lắm, tại ý mình khởi nhanh lắm. Dù như ý mình muốn về Ta Bà, xẹt cái Đức Phật dạy rằng nếu ở Tây Phương mình muốn về Ta Bà, mình thăm bà con cái con cháu mình á, bằng thời gian là duỗi cánh tay đang co và co cánh tay đang duỗi, bằng thời gian vậy thôi. À bây giờ nè, nè nè quý vị coi nè, cái tay thì đang co nha, bắt đầu muốn về ở tại chùa Phước Long cổ tự thăm đạo tràng rồi về tới liền. Đó không, rất là bằng cái thời gian duỗi cánh tay đang co và bằng cái thời gian co cánh tay đang duỗi, đó vậy là về tới Ta Bà liền. Quý vị thấy không, bay người ta bay bằng ý, nên ý tưởng tới đâu là xẹt mình tới đó. Còn ở cõi trời người ta bay bằng thần thông. Quý vị có coi phim Tây Du Ký Tôn Ngộ Không không? Bay bằng thần thông. Ông có thất thập nhị quyền công, tức 72 phép biến hóa, trong đó có thần túc. Bay dèo 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 dèo, đạp một cái một là 3600 dặm. Tôn Ngộ Không á, ông bay cái là 3600 dặm à, quý vị. Còn chúng ta đâu có bay được như Tôn Ngộ Không. Mình chỉ có một cái rơi 3600 dặm thôi, vô leo như đọt dừa nhảy xuống cái tốc độ rơi bằng Tôn Ngộ Không bay. Vậy không? Chứ mình bay lên thì không có được, mình chỉ có bay xuống không à. Còn Tôn Ngộ Không ta bay lên Tây Phương Cực Lạc, bay lên bay xuống gì cũng được chân mà không có sao. Còn ở đây mình bay xuống nó ngáp sau khi bay không? Ai không tin bữa trước vậy đấy, cái chỗ đó là đi giảng đi ngang, thấy đông 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 kêu xe cấp cứu. Ấy ổi ủa sao vậy, không có gì. Cái ông nhỏ ở dưới quê, ông 4-5 tuổi, ông lấy cây dù của ông nội ổng, ổng leo lên trên đống gom, ổng bay xuống, ổng nhảy dù. Mà ổng lấy cây dù á, ổng bay xuống bằng cây dù ông nội ổng nè. Ổng bay lên một cái một á, thì cây dù nó bọc ngược rồi lại, nó đâu bọc gió được đâu, nó gãy mấy cây, nó yếu quá, nó gãy một cái. Ổng té một cái một, nín thở, kêu xe cấp cứu. Bởi vậy thấy không quý vị, ta làm mình không có cánh thì đừng có bay, không có gì. Lên đống gom bay, lên á, vừa bay rồi nhầm khi người ta từng lên trên nóc nhà, ta bay xuống nữa, quý vị thấy không? À, mà sau khi bay cái Phật không rước, mà nghiệp nó rước mình đi. À, do nó mà ở cảnh giới trời và có thần thông á, thì bay nó còn có thời gian. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới được Phật A Di Đà, mình nghĩ đâu, mình tưởng đâu là nó bay tới đó, là tất cả cái bằng sử dụng bằng ý của mình vậy thôi. Nên cảnh giới đó là trang nghiêm thanh tịnh, cảnh giới đó là thù thắng, không thể nghĩ bàn. Nên ở cõi Ta Bà này, bất kỳ chúng sanh nào muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, chỉ cần hàng ngày nguyện với Đức Phật A Di Đà, lên trên bàn thờ Phật sớm sớm chiều chiều, ngày hai thời lắng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu nha. Lên bàn thờ Phật chắp tay chan mặc áo chàng vô à, cho nó gọn gàng đầu lên nha, nhớ tắm rửa sạch sẽ, đừng ba bữa không tắm lên bàn thờ Phật lại nha. Đầu lên á, thắp cây nhang thôi, thắp ba cây nó cũng vậy à, thắp cây thôi, chừng nào nghi lễ ta mới thắp ba cây, còn bình thường thắp cây thôi, để gửi tấm lòng mình trên ngũ phần hương, thế giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, làm cây nhang là đủ rồi. Mình mới nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay ngày mấy tháng mấy, con nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi còn sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ từ tự tại, trước tất cả hoàn cảnh trần mà tâm con không có phiền não, dầu bất kỳ chuyện gì xảy ra, xin cho con ban, xin ban con một tiềm lực tinh thần để vững thắng cho trần ai phiền não. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng phước báo công đức nhiều đời nhiều kiếp tu hành, và hồi hướng phước báo công đức trong kiếp này con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà chư đại Bồ Tát mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu ngồi xuống trang nghiêm thanh tịnh, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dình câu lục tự Di Đà trần gian, ráng niệm cho mà rảnh đi. Chữ Nam mà niệm chẳng mà nghĩ si, một lòng
mà niệm Phật thì tự bi hiện bày. Chữ mô thì đạo khác, pháp mà hoằng khai. Chữ A mà tĩnh lặng, trong ngoài lạc cháy. Chữ Di một giả không phai. Chữ Đà mật niệm để quay trở về. Chữ Phật thì thống nhiếp Bồ Đề, có tâm theo Phật nguyện về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi hồn thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời nên chăng. Vì manh áo vì miếng ăn mà ta quên hẳn đạo hằng ngày đêm. Di Đà nhất tự thiện kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Đến giờ bắt đầu ai nói gì nói ha, bắt đầu sắm trâu chuỗi 18 hộp nha. Ai nói sắm trâu chuỗi 18 hộp nè, dắt tay sau lưng nè, thủ sau chuỗi 18 hộp á quý vị. Ai nói gì nói. Nam mô A Di Đà Phật bật hộp, Nam mô A Di Đà Phật bật hộp, Nam mô A Di Đà Phật bật hộp ha. Niệm chừng nào tới sau chuỗi mà nó bóng láng luôn á, mình mới biết trình độ nha. Nhìn cái sau chuỗi là biết ông này làm biến hay làm xiên. Vì không, nhìn sao chuỗi mà bóng lên thấy hình bệnh chổng luôn đó là biết là niệm dữ rồi nghe. Còn nhìn sao chuỗi khoe, thầy ơi thầy con có sao chuỗi đẹp dễ sợ, thấy mới cáo mà nó còn nguyên y. Quý vị là biết là ông này chỉ khoe khoang thôi, không có niệm gì hết trơn á quý vị. Nên ta niệm bằng sao chuỗi gỗ á quý vị, niệm hồi nó bóng lên nó láng lên luôn là ta niệm nhiều á. Niệm nhiều nè, ái hà thiên xích làng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Phật. Rồi niệm xong mình còn chắp tay thôi hồi hướng. Niệm Phật công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện nè, nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu. Phổ nguyện tối chứng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cụ phẩm liên hoa di phù màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiệt, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Buông 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 ba lại. Tại vì sáng hôm nay thầy có đi giảng ở chút xíu ngoài chùa Phổ Minh giảng bên đó nữa, cho nên sáng hôm nay sau khi chúng ta giảng xong thì xin thầy bảo sắp khoảng mười mấy phần quà ngoài trước đó để tặng chụp hình lưu niệm thôi, để đưa lên trên cái phim này ghi lại hình ảnh quý vị cho vui. Rồi chút xíu chúng ta tu xong thì thầy bảo sẽ phát, chúng ta chọn ít vị ít vị ha, nào mà hào quang phóng phóng á, đầu lên chúng ta chụp hình lưu niệm thôi, để cho lưu lại hình ảnh với chùa mình vậy nha. Xin kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử, nhất là những người khiếm thị, được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và mà thầy cũng có bữa nay người khiếm thị tu nhiêu vậy, khoảng 100 hả? Sau khi hồi hướng xong á thì thầy sẽ cho tặng người khiếm thị người cái bao thơ, cái đó là riêng cá nhân của thầy nha. Nên á quý vị nào mà không có khiếm thị á, chút xíu hồi hướng xong quý vị dời qua một bên, còn người khiếm thị ngồi một bên thôi. Thì ở bên
thầy sẽ tặng cho người bao thơ. Rồi xuống dưới trong thời gian đó đó thì thầy bảo sẽ sắp cái hàng ở dưới đó thầy. Sắp hàng ở dưới khoảng chừng mười mấy phần ở phía dưới thì không cần trên này đâu, chỗ gạo đó sắp chỗ đó. Vâng ra mì gạo với đem cái phần rước rửa mặt đó thầy đó ra đó sẵn, mình chụp hình lưu niệm thôi. Còn lúc đó thầy phát bao thơ đây đó thì bên nhiếp ảnh sẽ chụp ở đây nha. Mời thầy bảo ấy vô luôn. Bây giờ xin mời chúng ta đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.